trời ơi, tỏa nắng chưa? Nhìn em, bây giờ đây nhá, đã bảo là bạn này là mí mắt to, mắt long lanh nhá, miệng thế này nó sẽ ra kiểu như Ấn Độ luôn. Tỏa nắng chưa? Ôi, trông duyên cơ, nha. Á nào, thế sau nó đúng vị trí nhá, và các cái kể cả phần lợi ở trên răng nó sẽ hồng, nó không bị thâm. Nhưng mà bây giờ nó đưa đúng vị trí thì lợi nó cũng được, lợi hàm nó cũng được nuôi dưỡng, hiểu không? Là nó sẽ không bị không bầu nhanh như thế. Ui trời ơi, khoe luôn đấy, nó phải bám sát theo đường răng, mấy cung miệng phải bám sát với nhau, khóe miệng nó đưa lên nó tươi tắn. Đến đây là mũi đây này, thấy không, đỡ hẳn luôn. Bây giờ đến mắt luôn, bàn tay vàng. Tất cả các em trở thành bàn tay như thế hết, để làm được hết, các em có thể còn giỏi hơn. Đây, cung mô bằng dần dần. Đây, trên mắt này, đấy, mắt sẽ không bị thâm nữa này. Đam mê quá, không phải ăn. Chắc các bạn đi ăn rồi. Đâu, ăn rồi, ngủ. À, chắc nó đi gì đi. Trời đầy đấy, đầy hai lá đầy. Mắt đầy tròn luôn. Đấy, mắt tình Ấn Độ chưa? Dạng lời mê thế à? To mê thế, cô phải làm cho em xinh ra tí. Em xấu quá, không được nghĩ là mình xấu. Em nhìn nhẹ trẻ nha. Mê tít luôn. Nhìn cái da cũng thay đổi luôn. Nó thay đổi luôn mà, hồng hào lên luôn, càng mướt luôn. Ngày sau không một loại thực phẩm chức năng nào được. Mũi xinh luôn, trời ơi, mũi nó cân. Thế ra đến bảo cái hàng làm mũi, tôi vừa đi sửa mũi đây nha, bảo thấy được là thế nào, hiểu không? Cái mũi này ở trên chứ không mày. Bây giờ nha, cái chỗ trên này nó đang bị động đậy này nhá, mình sẽ nâng cái mũi thật lên. Nâng cái mũi thật lên là nó chặt chẽ vào đây, nó mới đỡ êm luôn. Đấy, chú ý nó nghèo. Nè, tiếp, nó miệng. Giờ nó thẳng. Gập cổ, gập mũi. Ờ, nó thẳng. Lấy chú ý nó nghèo trên cái kiểu nó bị gập cổ xuống, nhấp cả môi cả răng, lưỡi tì vào bên ngón tay. Đúng rồi. Chỗ thẳng lên luôn. Thẳng lên. Có sông mũi thẳng lên. Cái này nó phải sang đây một tí. Nó sông mũi. Có chỗ này nó trũng xuống là nó sẽ thâm cái vùng cánh mũi. Lên. 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 Nhìn. Trời ơi, nó sáng hơn cả cái viền mũi nha. Cả trên này nó đỡ ấy luôn nha. Tiếp tục nào, gập hết cổ xuống, gập môi vào, điều chỉnh vắt ngăn và cái mũi thật, nó mới ra vấn đề. Nhìn đấy, thấy không? Này là cái lông mi luôn. Cái lông mi mà lông mi mà đến tận cái đuôi lông mi này, nó vẫn cái đuôi mắt này, này lông mi nó vẫn dài, nó dợp dợp, trông rất là điệu, huyền huyền. Lông mi này khuyết nó cứ ba cộng một, ba cộng một này, mình có những chỗ nó còn khác ra. Dáng bát lên thì nó mới đẹp. Nếu bạn này mà cho thành cái chỗ này vào trái xoan thì nó lại phí mất nét luôn. Hiểu không? Cái này chỉ ra một ít ở đây thôi này. Hiểu không? Thế còn nếu mà nó thành ra trái xoan thì nó lại thành phổ thông, mất cái nét đặc trưng của bạn. Thấy chưa? Mềm mại luôn chỗ đấy đúng không?
Đây, bên này nó mềm hơn, bên này phấn nó vẫn có cái độ vát và độ xương hơn không? Những bạn này là da cái này là rất là điệu nhá. Nó vẫn được tạo cái nét kiểu phong cách hiện đại. Đặt cổ xuống một cái. Sau 5 giờ nữa. Đấy, thấy chưa? Đều ra cả chỗ này, cái nhìn nhận lên nữa. Xinh không? Có phải đi cắt lợi nữa không? Vào nhằn nhằn. Xong là bây giờ là phải làm thêm cái phần mềm ở trên khuôn mặt tí nó lại đỡ cả đám luôn rồi đó. Thấy xinh đẹp quá. Cô em mê quá. Em mê quá. Bây giờ làm đây, làm thêm phần mềm một tí nữa xong là cho phát biểu cảm tưởng nhá. Cho phát biểu cảm tưởng ạ. Biểu cảm xúc chứ. Có cái khuôn mặt mới như nào. Còn làm cái phần này nữa là mặt còn bừng sáng nữa. Làm mũi đặt mũi nhưng mà căn bản là từ cái đầu méo nó bị kẹo lệch nhưng mà đặt kiểu gì nó cũng vẫn cứ lệch cái mũi. Người ta chăn trở mà để nghe thì cứ đi bảo các bác sĩ thẩm mỹ nhưng mà người ta cũng chỉ biết làm đến như thế thôi. Không biết làm nào. Nên mình phải chỉnh từ cái đầu mà nó mới lại thêm được cái mũi. Đây là vẫn là mũi của bạn ấy chứ, đúng không? Chứ mình nó làm gì bảo là tháo ra cha vào gì cái mũi đâu. Chiều là 1 rưỡi một lạnh 2 giờ. Bây giờ xong rồi nghỉ để đi ăn cơm. Chiều là thôi. Chiều là phải chiều đấy. Chiều là phải chiều đây hả? Em nhà khá lắm. Thế thì không thì đằng nào chị có 10 buổi ấy mà. Nếu mà chỉnh mặt thì phải 10 buổi cơ chứ. Đã không? Buổi là... Chị làm trị liệu cả người. À. Thì là đến ngày mai đi. Ngày mai thì... em thu xếp bởi vì bạn này là cũng là ngoài luồng đấy mà. Nay có ông bảo đi buồn hơn, nó đi buồn hơn. Dạ. Hôm qua tôi nhà đi buồn hơn. Muộn hơn thì cũng đến tầm 11:30 là hơn gì ấy. Đây lại muộn quá, này đến chuẩn bị đến giờ lại học ca nữa rồi mà chưa ăn. Không chưa ăn. Do cơm mình em đấy. Mình em gì đây không khỏi phải ăn à? Khỏi thì em đã ăn gì đâu. Không, nhưng mà cô không phải dạy học. Cho cô phải dạy học. Cô phải dạy học. Mà chị đằng nào chị có 10 buổi trị liệu thì trong cái thời gian đấy thì chị vẫn đi được. Thế từ từ sinh rồi. Tính thơ. Chị biết được em đi cũng phụ thuộc vào đóng quét. Hả? Phụ thuộc đóng quét. Vẫn phải trị liệu ấy cơ mà. Trên người cơ mà. Không trị liệu trên người thì làm sao mà nó khỏe mạnh được. Mình phải đãi ngộ bản thân chứ. Mình cả cuộc đời mình làm vất vả bây giờ. Có cái giải pháp như này để mình rồi xong bạn ấy làm người cho em xong em bảo nói thật với cả em là chị mất niềm tin về cái chuyện kiểu bởi vì em bị thoát vị em chữa nói chung là dai dẳng bao nhiêu năm xong rồi đấy phải bảo chị yên tâm em sẽ làm cho chị lấy lại niềm tin. Nhiều người đi các kiểu xong xoa suýt sau khi bị đang bị nhẹ thành bị nặng và đang bị nặng lại thành nặng hơn ấy hiểu không? Làm như thế bạn nào phát đây. Mà đúng thật mà chân em là cũng bị thoát vị mà nó co bên phải chân em chân hai chân là không bằng nhau. Chảy xương. Lo
Đấy, có giờ dẻo vẫn cả thân đẹp ấy. Rồi, đấy, giờ ngồi dậy đi, tắm nghĩa lại thế nào. Chuyển ra ngoài trong trông để tóc để kiểu như này, trông đúng kiểu như trong ảnh cái tiên nữ hoàng Ai Cập ấy nhỉ. Bây giờ đấy, cũng chỉ băn khoăn được cái hàm này thôi. Đấy, bây giờ hàm này thấy cười, cười là tự đỡ nhiên hơn, lòng. Nó đỡ hơn. Đấy. Bây giờ em chỉ cần hơi cười nhẹ phát là cái trôi cái kiểu nó hở ra rồi. Các cái buổi làm sau nữa thì là nó càng đẹp hơn nữa. Đấy, giờ và hôm qua em thấy mặt ấy nó cũng bị hóp, bởi vì hôm qua em chụp ảnh thì em bảo tự nhiên mặt thấy hóp, bây giờ thấy đều hơn, hóp một bên ấy. Hôm qua là đúng hóp một bên nhiều mà nhiều. Bây giờ xong các cái nét nó mượt mà nó mềm mại ra, bình thường gò má cao ấy, bên này bị cái này đang sưng, chả có sưng gì cả, đau đâu mà sưng. Nhưng mà ý là em thích gò má thấp lên không? Em thích gò má thấp ấy, cái phần này phải đầy này, ý đúng không? Tức là cái phần này nhá, có nghĩa là hai cái bên này của em là dạng kiểu như là nó hơi nhô, bởi vì đúng cái chỗ rồi. Phần này nó lép. Đúng rồi. Phần này nó lép, nhưng cái phần này mà nó được nâng lên thì cái chỗ này nó sẽ cảm giác không còn bị cao nữa. Đấy, thế còn như là mình bảo nhá, là cái phần hàm của em ấy, bởi vì cái đôi mắt của em và cái miệng của em nó lại phải phù hợp với cái mặt nó hơi vách lên thì trông nó vẫn là đẹp, nhưng nó vẫn giữ được cái phong cách hiện đại. Của em nếu mà muốn cho cái này ra cũng được, cho cái phần này về sau em muốn nó đầy cái chỗ này ra thêm cũng đầy được. Thế nhưng mà nó lại thành là đầy đặn kiểu trái xoan, tức là nó lại mất đi cái phong cách hiện đại mà nó chỉ là ra cái hiền đó. Thì em thích cái nào cũng được. Ra ngoài đường đỡ bị bắt nạt chị ạ. Cảm ơn và tay vàng. Cảm ơn chị. Chúc mừng nhá. Em muốn làm cái mặt của cái mặt